Giữa ruộng rau bắp cải đã đến kỳ thu hoạch, mẹ con nhà bò nằm thoải mái gặm rau trong nỗi chua xót của ông chủ vườn. Vụ rau thu đông của anh Trần Văn Phương, 35 tuổi, ở thôn Thuận Lợi, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông được trồng để tập trung cung ứng cho thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, giá rau đột ngột hạ thấp, thương lái thu mua với giá rẻ như cho đã khiến anh không còn muốn bán. Vườn bắp sú tơi tả, cây thì sâu bệnh do nhiều ngày không được chăm bón, cây thì lăn lóc vì bị bò dẫm đạp, cây thì nổi lềnh bềnh trong hồ cá. Anh Phương cho biết tổng kinh phí để trồng vườn rau này là 30 triệu đồng, nhưng đến kỳ thu hoạch thương lái chỉ hỏi mua với giá 3 triệu đồng nên anh chán nản và để làm thức ăn cho bò và cá chấp nhận mất trắng. Rau này đầu tư khoảng 30 triệu trồng hai vạn cây rau, 20.000 cây, rau giá rẻ, họ trả được 3 triệu vườn thôi. Cắt đi để cắt được ít được còn cho bò ăn, cho bò cho cá. Mấy năm trước trồng được, mấy năm trước trồng rau này nhưng mà mấy năm trước giá nó cao, không ngoái giá cao thì mình kiếm được ít đồng lời, còn giờ rau này nổ. Không riêng anh Phương, hiện tại ở huyện Đắk Song cũng đang có rất nhiều hộ trồng rau mất trắng. Theo thống kê của Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đắk Song, hiện toàn huyện có hơn 240 hectare rau xanh các loại, tập trung ở các xã Thuận Hà, Thuận Hạnh và xã Nam Bình. Từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, giá rau giảm mạnh, thương lái chỉ thu mua với giá 500-1.000 đồng mỗi kg đối với bắp sú và cải thảo, còn súp lơ có giá từ 2-3.000 đồng một kg. Với giá này, người trồng rau thua lỗ nặng, hiện rất nhiều hộ trồng rau đành phải bỏ vườn không thu hoạch, chỉ có bò trên vườn và cá riêu hồ là không lo thiếu cây ăn trong sự chán nản của người nông dân trồng rau.